Lửa lít xăng không anh? Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là cái ruộng dưa leo trồng nghịch mùa các bạn nha. Và vì sao mà chúng ta phải trồng dưa leo nghịch mùa? Bởi vì mùa này là mùa tháng 8 các bạn, và nước lên cũng như mưa rất nhiều. Mà chúng ta trồng dưa leo thì cái giá bán rất là cao, cũng như nhiều cái lợi thế về cái đầu ra các bạn ha. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì chúng ta phải cần nắm vững để áp dụng cho đúng cách. Bởi vì trồng nghịch mùa nó có cái khó của sự nghịch mùa các bạn. Cũng như thường lệ, các bạn xem video hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Ruộng dưa leo này hơn 3.000 mét vuông các bạn ha. Và để chúng ta trồng được cái dưa leo thì phải đi qua các bước như thế này các bạn. Nếu chúng ta trồng từ hạt thì phải xử lý hạt, ngâm ủ, bầu, ghim vào bầu các bạn ha. Còn chúng ta đến giai đoạn cây con thì ở giai đoạn trồng, chăm sóc, tưới nước, làm vàng, cắt ngọn, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Đó là những cái bước mà chúng ta cần phải trải qua một cái ruộng dưa leo để chúng ta nắm được các bạn ha. Cái nhiệt độ mà để cho dưa leo nó nảy mầm đó các bạn là ở nhiệt độ 16 đến 35 độ C. Còn đất trồng dưa leo đây các bạn thấy nè, là ở đây đất phải đầy đủ dinh dưỡng các bạn nha. Dưa này là trồng một hốc, tức là một lỗ là đây là hai cây nè các bạn. Đó. Líp ngang của mình ở đây là 8 tấc nha các bạn. Chúng ta trồng 6 tấc. Còn lại hai bên, mỗi bên là 2 tấc các bạn nha. Đó là 8 tấc. Đó là tùy theo cái cách các bạn thiết kế ha, cũng có thể chúng ta làm được 1 mét nha các bạn. Nhưng mà tại vì mình ở đây thì cái chủ ruộng này người ta tiết kiệm đất cho nên người ta chỉ làm 8 tấc. Và nó như thế này các bạn. Và mình chừa, tức là cái đường nước á thì chúng ta làm khoảng 6 tấc nữa. Đó, để chúng ta đi ở dưới tưới cho nó thoải mái như thế này các bạn. Và để đến khi mà chúng ta làm vàng á, nó sẽ rộng rãi được như thế này. Có thể là chúng ta làm cái đường nước này là 6 tấc hoặc 1 mét tùy theo là chúng ta làm sâu hay làm cạn các bạn nha. Ở đây thì chỉ làm 6 tấc để vừa đi như thế này nè các bạn, để tưới tiêu như thế này. Và đến khi mà mình hái trái đó, mình thu hoạch đó, thì cũng như đi ở dưới này được như thế này các bạn nha. Đó là cái cách mà chúng ta đang áp dụng cho cái khu ruộng này. Còn cái đất mà để chúng ta trồng cái dưa leo đó các bạn, là đất nó phải là đầy đủ cái dinh dưỡng các bạn. Xốp và cái độ pH của nó đó là 5,5 hoặc là 6,8 độ pH trở lại. Đó là yêu cầu để trong cái đất nó không có bị cái độ pH nó cao hoặc nó thấp quá, hoặc là thiếu cái chất dinh dưỡng thì nó sẽ không có phát triển các bạn nha. Đặc biệt là cái đất mà trồng dưa leo nó phải màu mỡ ha. Và cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải giải quyết, bởi vì đây là cái vụ nghịch mùa, cho nên cái chúng ta lên líp các bạn là phải lên líp cao để nó không có bị nước mưa bão không có bị động nước mà chết dây nha các bạn. Đó là cái yêu cầu, là chúng ta phải cái líp nó phải cao và có đê bao rõ ràng. Đây là cái vụ nghịch mùa mà chúng ta trồng thì cái đầu ra rất là tốt, tức là có giá bán á, nhưng đổi lại là cái kỹ thuật chúng ta phải nắm cho nó rõ các bạn nha.
cái nguồn nước của chúng ta nó cũng phải đảm bảo được cái sạch sẽ các bạn. Bởi vì có những cái nơi mình trồng cái nguồn nước nó không đủ cái độ sạch sẽ đó, thì cái dưa của chúng ta nó cũng không phát triển các bạn ha. Và cũng không đảm bảo được cái tính chất vệ sinh để khi chúng ta bán ra thị trường. Đến khi chúng ta trồng cây con thì các bạn có hai phương án. Một phương án là mình gieo ở nhà, giống như là mình mua hạt giống về ngâm ủ xử lý, rồi chúng ta ủ cho lên, xong bầu và lên cây con và chúng ta trồng xuống như thế này các bạn. Ở đây thì làm ở nhà các bạn nha, không có mua cây con ở những cái nơi mà người ta sản xuất cây con, cây giống. Còn thứ hai là các bạn có thể chọn cây giống ở những cái nơi người ta sản xuất cây giống để người ta bán cho mình đó các bạn. Ở đây thì các hộ nông dân người ta quen rồi các bạn, biết cách để bầu cây con hết, cho nên là tự sản xuất để cái chất lượng của nó người ta đảm bảo yên tâm. Đây là cái giống Tây Đô 639 các bạn. Giống này thì anh chủ ruộng nói là đã trồng nhiều năm rồi và đã ổn định rồi các bạn, cho nên người ta đã yên tâm với cái giống dưa leo mà người ta đã trồng nhiều năm các bạn nhé, đã quen rồi. Còn cái vấn đề về chăm sóc á, thứ nhất là chúng ta tưới nước. Thì khi chúng ta trồng xuống đó các bạn thì phải tưới nước. Tưới nước thì một ngày hai lần, tức là vào buổi sáng và buổi chiều. Khi trồng cây thì chúng ta nhớ là phải xé cái bao của cái cây ra nghe các bạn. Đó là cái bọc, cái bầu đó các bạn, cái bầu ở trong cái để bầu cái cây đó, chúng ta phải xé bầu ra và chúng ta lấy cái phần ở trong và đúng trồng xuống. Ở đây thì trồng mỗi một hốc như vậy, một lỗ đó là hai cây, thì chúng ta lấy hai cây chúng ta trồng xuống. Và khi trồng xong thì chúng ta phải tưới nước để giữ cái lượng nước của nó không có bị héo cây á các bạn. Còn mùa mưa thì chúng ta phải giữ nước cho nó cẩn thận các bạn nha. Bởi vì cái dưa leo thì tránh tình trạng ngập úng. Bởi vì nếu ngập úng thì rất là ảnh hưởng. Đây là cái ruộng dưa leo mới trồng, cho nên là mình cũng chia sẻ với các bạn đến cái giai đoạn là trồng xuống nó như thế này các bạn. Thì ruộng này cũng mới trồng xong và đang tưới nước các bạn thấy đó ha, trên màn hình đó. Còn về cái phần giống như là làm vàng nè, cắt tỉa ngọn nè, bón phân nè, xịt thuốc trừ sâu như thế nào, hay là về phần kỹ thuật, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn từng phần của cái những cái giai đoạn sau ha. Ruộng dưa này thì cũng mới trồng xong đây các bạn. Và anh chủ ruộng thì cũng đang tưới nước đó ha, giống như trên màn hình mà các bạn thấy đó. Thì dưa leo khi chúng ta trồng xong, chúng ta phải tưới như thế này. Và một ngày hai lần, đó là cái chúng ta áp dụng cho cái ruộng mà nó đã quân bình ổn định đó các bạn. Còn nếu mà chúng ta mới tưới mà nắng nhiều thì chúng ta phải tưới thường xuyên hơn, có thể 4 lần, 5 lần. Tức là chúng ta phải giữ cho cái ruộng dưa của chúng ta nó không bị héo các bạn nha. Đến khi tối qua một ngày sau thì cái dưa của chúng ta nó mới vững lại. Và lúc đó là chúng ta yên tâm là cái dưa của chúng ta nó không bị héo rồi. Bởi vì cái giai đoạn mới trồng á, nó chưa có bắt được cái nước ở dưới ruộng đó các bạn. Chính vì đó chúng ta phải tưới liên tục như thế này, cho cái dưa của chúng ta nó giữ được cái nước không có bị héo. Đó là cái cách mà chủ ruộng ở đây người ta đang áp dụng. Còn những cái phần phía sau thì mình sẽ chia sẻ sau với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Bye bye các bạn.